cái chết là một hành trình của một linh hồn. Đến khoảng 3 hay 40 tuổi, con người bắt đầu sợ hãi, sợ những người thân của ta sẽ bỏ ta mà đi. Và ở đây của chúng ta rất dễ sợ hãi, rất dễ tổn thương. Có quá nhiều nỗi sợ vây hãm tâm trí ta, càng nghĩ đầu càng muốn nổ tung. Có những việc nghĩ mãi cũng không thông. Nhưng khi chúng ta không ngừng suy nghĩ đến một vấn đề đó sẽ mãi vây hãm tâm trí ta. Khi tâm trí chúng ta vào một khoảnh khắc nào đó trở nên hoàn toàn trống rỗng, vấn đề đang vây hãm đó cũng sẽ lập tức biến mất, phiền não cũng không còn nữa. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn luôn chịu sự vây hãm của rất nhiều vấn đề khác nhau, trở thành gánh nặng lớn nhất cho con người. Các vị đã có những trải nghiệm, có một vấn đề phiền não mãi không thể nào thoát khỏi, sau cùng mới phát hiện ra, buông bỏ, không nghĩ đến nữa, vấn đề căn bản không còn là vấn đề nữa. Đáp án căn bản không nằm bên trong vấn đề biến mất, đáp án bèn hiện ra trước mặt. Ví dụ một người thất tình mà đau buồn, nhưng chỉ cần lao đầu vào công việc, làm điều mình thích, sẽ không còn thời gian, không tiếp tục suy nghĩ đến nó nữa, sự việc thất tình sẽ biến mất. Khi mọi người có thể buông bỏ phiền não, không tiếp tục nghĩ đến nó, phiền não không còn đáng gọi là phiền não nữa. Không cần tiếp tục nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền, nghĩ đến việc làm hài lòng mọi người. Làm sao có chuyện phiền não để nghĩ? Nói thì dễ, làm rất khó. Nút thắt của vấn đề căn bản cũng là ở đây. Người càng hiểu biết nhiều, tâm dễ nhiều phiền não. Giả dụ bạn nghĩ tôi sẽ là bậc cha mẹ tốt nhất, mấy chữ tôi sẽ là bậc cha mẹ tốt nhất này sẽ trở thành chướng ngại vây hãm tâm trí, khiến họ không thể trở thành như mong muốn. Cũng chính điều này mà họ đã áp đặt cho con mình thành người con xuất chúng, học tập kiệt xuất, khiến người con này mang gánh nặng bởi thành tích. Một người mới tập hành thiền, ban đầu với ý niệm ngồi lâu mới tốt. Ý niệm này đã xâm chiếm tâm trí, đi ngược với tâm thái tĩnh lặng của việc hành thiền. Vì vậy, để tọa thiền một cách thật sự tĩnh lặng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Có những người vì phiền não tìm đến tôi với mưu cầu muốn biết vận mệnh tương lai của họ như thế nào, làm sao để thoát khỏi sự phiền não hiện tại. Tôi nói, chỉ cần gia chủ mang sự phiền não đặt lên bàn, tôi sẽ chỉ cách hóa giải. Ở một trường hợp khác, tôi đưa một chiếc hộp và bảo, hãy đặt sự phiền não của bạn vào đây, đóng kín lại và bỏ đi. Kỳ thật, họ không thể lấy phiền não ra khỏi tâm trí của mình cho đến khi họ tự buông bỏ. Vạn vật vốn dĩ là không. Con người tô vẽ ý cho vạn vật. Ví dụ ở làng quê, một cô gái vâng lời cha mẹ, ăn mặc kín đáo, giỏi nấu ăn, được xem là cô gái tốt. Nhưng ở thành phố lớn, các cô gái hiện đại, giỏi giao tiếp, giỏi kiếm tiền mới là các cô gái thành công. Vạn vật vốn dĩ là không. Ban đầu vì mừng rỡ bạn cho là tốt, sau khi thất vọng bạn cho là xấu. Tục ngữ có câu, thần cũng là mày mà quỷ cũng là mày. Trong thiền tông có một câu chuyện, một đoàn hòa thượng đi hóa duyên. Một đêm, mọi người cảm thấy rất là mệt mỏi và khát nước. Khi đến trước một ngôi làng, nhìn thấy bên trong có một bàn Phật nhỏ. Cả đoàn bèn hướng về bàn Phật đảnh lễ và niệm kinh, cầu cho chư Phật cùng Bồ Tát giúp họ tìm được nguồn nước. Sau vài giờ tụng niệm, hai vị hòa thượng trong nhóm bèn ra ngoài đi kiếm nước. Đi được một đoạn ngắn, quả nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Thì ra trước mắt là một con suối, cả hai hết sức mừng rỡ. Dòng suối ấy rất là trong và ngọt. Hai vị hòa thượng lập tức đảnh lễ tạ ơn chư Phật Bồ Tát, rồi hối hả chạy về cùng các hòa thượng khác đến thưởng thức dòng suối mát ngọt này. Mọi người khen dòng suối trong mát, vừa không ngừng tạ ơn Phật Bồ Tát. Đến ngày hôm sau, vẫn còn hồi tưởng đến hương vị ngọt ngào của dòng suối đêm qua, cả đoàn bèn quyết định tìm đến dòng suối để thưởng thức và tạ ơn thêm một lần nữa.
Tại dòng suối này, bỗng một vị hòa thượng phát hiện trong dòng suối có giòi. Cẩn thận quan sát thì ra phía trên đầu nguồn có một xác chết. Những con giòi bám trên xác chết đã bị nước cuốn trôi xuống đây. Dòng nước mà các vị hòa thượng đã uống chứa đầy giòi sống. Nguồn nước mát ngọt đêm qua kỳ thực đã bắt nguồn từ một cái xác hôi thối nhiều ngày. Chính trong khoảnh khắc ấy, khi các hòa thượng vẫn còn sững sờ nhìn xuống dòng nước, một vị hòa thượng trong nhóm đã đột nhiên khai ngộ. Đêm qua mờ tối, ông cảm thấy dòng suối này thật là mát ngọt. Nhưng khi mở mắt nhìn thấy những con giòi sống này, ông đã lập tức cảm thấy buồn nôn. Điều này có nghĩa cùng một dòng nước, nếu mọi người nghĩ về nó như thế nào thì nó sẽ biến thành như vậy. Nghĩ nó ngọt, nó sẽ ngọt. Nghĩ nó hôi, nó lập tức sẽ biến thành dòng nước hôi. Bản thân dòng suối này hoàn toàn không nói với họ là ngọt hay đắng. Nó rốt cuộc là ngọt hay đắng? Nếu đắng thì tối qua tại sao lại nói ngọt? Nếu ngọt thì bây giờ tại sao lại thấy đắng? Do vậy, dòng nước hoàn toàn không có ý thức và ý niệm, tồn tại một cách hoàn toàn khách quan. Con người ban cho sự vật là tốt hay xấu, là ngọt hay đắng, tất cả đều trong tư tưởng con người tạo nên. Chúng ta cần nhận thức rằng, khi chúng ta trải qua một sự kiện nào đó, bản thân sự kiện là không tính, không có ý nghĩa gì cả, cũng không hề khiến bạn phải đau khổ hay vui sướng. Tất cả đều do chính bạn nhận định nó là vui hay buồn, là tốt hay xấu. Do vậy, nếu bạn nói bạn rất nghèo, cái nghèo ấy là bạn tự phú cho bạn. Cho rằng như thế chính là nghèo. Bạn cho rằng bản thân bạn rất nghèo, kỳ thật bản thân nó là không tính, chỉ vì bạn tự cho nó làm tổn thương, làm đau khổ bạn. Đau khổ thực sự của con người chính là nỗi sợ. Đến khoảng 40 tuổi, con người bắt đầu sợ hãi những người thân bên cạnh sẽ bỏ mình mà đi. Người ta vẫn thường nói, càng già càng sợ chết. Khi còn trẻ, bạn tham gia biết bao nhiêu trò mạo hiểm mà không hề biết sợ. Khi có gia đình, bạn sợ ly hôn. Khi có công việc tốt, bạn sợ mất việc. Khi có con cái, bạn sợ con thiệt thòi. Rồi mỗi ngày, những nỗi sợ xâm chiếm cả tâm trí bạn. Khi còn trẻ, ai cũng mong được nhanh trưởng thành. Đến khi trưởng thành, lại mong quay về với tuổi thơ. Vì ở tuổi thơ, hồn nhiên không trách nhiệm gì. Chưa kết hôn, muốn lập gia đình. Kết hôn rồi lại muốn ly hôn. Chưa có con, lại muốn có con. Có con rồi, thấy chúng không vâng lời. Thật là hối hận. Thế là người ta cứ mãi sống trong đau khổ. Vì sao người ta không thể hưởng thụ kết hôn khi kết hôn, hưởng thụ ly hôn khi ly hôn? Thái độ đó chẳng khác gì một người đang có gia đình riêng của mình mà ước mình rơi vào gia đình khác tốt hơn. Nếu bạn biện luận mình thật sự rất là thảm, rất là đau khổ, hãy nghĩ đến ở đây. Con tim này rất dễ sợ hãi, rất dễ tổn thương, nhưng cũng rất dễ lừa dối. Tâm của bạn hãy nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, con tim sẽ nghe theo. Bạn phải có niềm tin, đến cuối cùng rồi mọi thứ sẽ ổn.